Xin chào cả nhà. Thì có lẽ sẽ là một chú với ăn móc dài nhất từ trước bây giờ của mình luôn. Từ đầu năm này mình chờ chắc phải từ đầu tháng 9 tháng 10 đã bây giờ mới về được hết tất cả. Thì tôi ăn móc đủ một lần cho mọi người xem. Hẹn. Cùng bắt đầu với các bé Treasure nhà mình nào, Treasure. Thế này là quà sinh nhật của chồng mình hôm nay và mua Apple Watch. Hi, nên là được phone sẽ có thành viên luôn. Quá luôn, không ra cái gì luôn nào. Ôi, mời cả nhà sang ngắm chi hoa ủ đông chín của mình nha. Thực sự thì tớ không chỉ đu K-pop Gen 4 đâu, tớ đu từ Gen 1 cơ. Thực sự thì không biết các chú nhà mình ăn gì mà đẹp trai thế. Ừ, đến bây giờ mới đẹp trai. Ôi chú Trang ạ ơi, ra OTP nè, OTP, Sa ơi, ra OTP. Bây giờ là sang các cháu AB6. Hoa có gì màu gì màu nhỉ? Bên này, xe này toàn ra udon hẹn. Udon chín đúng hả? Rồi, đây là nhóm nữ đầu tiên mình mua album luôn. Mê chê quân đi, không lột thoát như là mình mua. Chi, giờ cuối cùng đã đến các dàn con bé thương bé yêu của mình, SJ Dream. Thực sự thì do cái album mùa đông này nó quá là đáng yêu nhỉ. Thực sự là mình đã dặn lòng là không được mua, nhưng mà cuối cùng mua được hết, thiếu mỗi cái S mini. Ủa mà khoan, gì đây? Ủa tôi tưởng là phải giống kiểu album của Treasure nếu mà DC bách của em nào. Thế là thằng em đấy chứ. Ôi là trời. Video đến đây là hết rồi, bye bye mọi người.